Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Zerwatt nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Zerwatt của chúng tôi là làm một video để review với anh em 11 mẫu đồng hồ Casio đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerwatt của chúng tôi. Vâng, tất cả 11 mẫu đồng hồ này đều có giá trên dưới 1 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ trên dưới 1 triệu đồng là anh em có thể sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Casio chính hãng được phân phối bởi anh Khuê Watt tại thị trường Việt Nam. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng sản phẩm một anh em nhé. Rồi, đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi review ngày hôm nay với anh em. Thì ở đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Casio. Đó, có mã là LTPV006L7BUDF, có giá là 815.000. Vâng, rất rẻ đúng không ạ? Vâng, về chức năng các thứ thì con này là gồm có là lịch thứ này, lịch ngày này. Đấy, cọc số La Mã. Đó, kim giờ phút giây. Đấy, đầy đủ chức năng, dây da màu đen. Đó, sai mặt của em nói nào, đây tôi đo cho anh em xem. Vâng, sai mặt của em nó là 25. Độ dày là 9,5. Đó, thì size 25 này thì gần như cổ tay ai cũng đeo được anh em ạ. Vâng, chị em nhé. Cổ tay chị em ai cũng đeo được luôn. Vâng. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, mặt sau đây có tem chống giả của anh Khuê Watt này. Đó, đây, đây là tem bảo hành chính hãng của mẫu đồng hồ này đây anh em nhé. Đó, tem bảo là hàng thật này và bảo hành chính hãng luôn. Đấy, khi anh em là mua cái sản phẩm này thì cào cái lớp bạc này ra này vào cái link bảo hành chấm anh Khuê Watt đây và kích hoạt bảo hành anh em nhé. Đó, thì mẫu đồng hồ này chỉ có là 815.000 thôi. Ok, quá rẻ đúng không ạ? Gần như là dành cho học sinh, sinh viên, công nhân, người nghèo, ai cũng có thể mua được chiếc đồng hồ này. Còn là các anh để mua tặng cho các chị mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là không còn gì tuyệt vời hơn. Quá rẻ và quá bền luôn. Mẫu đồng hồ này thì được bảo hành nhà máy 1 năm và pin 18 tháng tại hãng. Vâng, lại những cái địa chỉ của hãng luôn. Đó, ok. Sang mẫu đồng hồ thứ hai thì cái mẫu đồng hồ này thì nó cũng về size số thì nó cũng bằng cái mẫu đồng hồ số 1 này thôi anh em ạ. Đó, về size mặt. Được thiết kế là mặt màu trắng, sữa. Đó, cọc số. À, màu vàng đồng bộ với màu dây. Đó, cái size mặt cũng đều là 25 và độ dày là 9,5. Giá 815.000. Đấy, mã nó cũng giống nhau. Đó, mã này mã màu nó khác nhau thôi anh em nhé. Chế độ bảo hành mọi cái cũng đều là như vậy cả. Ok, dây này dây da trơn. Đó, tôi mấy này cũng bị cúm cho nên là người nói nó cũng không được tròn tiếng, cho nên anh em xem video có thể thông cảm nhé. Thì anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh, like và share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống chúng tôi nhé. Rồi, sang đến một mẫu đồng hồ này. Mẫu đồng hồ thứ 3 trong buổi review hôm nay. Thì đấy, trước mắt anh chị em đây là một mẫu đồng hồ gọi là quá tuyệt vời luôn, dành cho các bạn trẻ. Đấy, dành cho các bạn là trẻ trung xinh đẹp. Đây, dây màu hồng này, mặt màu hồng. Đó, cọc số màu hồng luôn. Đó, vỏ bạc. Đấy, độ chịu nước là 3TM cho anh em đi bơi rửa tay nhé. Mặt kính khóa, chất liệu là mặt kính khóa, vỏ thép, dây da. Đấy, khóa bằng thép luôn. Đây, mặt sau là có tem chống giả của bộ công an này. Đấy, rồi chế độ bảo hành các thứ thế. Giá tiền 815.000, đều là mã V006L. Đó, size mặt là 25 và độ dày 9,5. Quá đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn này, yêu chưa, xinh cực kỳ luôn nhé, rất đẹp luôn. Anh em mà kết mẫu nào thì hãy comment dưới video này để tôi có thể là gửi ảnh hình ảnh trực tiếp cho anh em. Ok, rồi ta sang đến mẫu thứ tư trong buổi review hôm nay. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ là phiên bản là dây màu đen, mặt màu đen. Đấy, vỏ và màu bạc. Đấy, cọc số màu trắng, cọc số 12 giờ, cọc số 6 giờ là đều là số và điểm cọc. Đó, rất là ok. Về size mặt của em nó nào. Size mặt của em nó là 28,3. Độ dày là 7,7. Có cái độ dày nó khá là mỏng thôi, không có dày. Đó,
Em này thì là 28,3 thì dành cho các bạn là cổ tay thoải mái, hay là cổ tay gần như phụ nữ ai cũng đeo được cái mẫu đồng hồ này, nó quá dễ đeo, nó không quá to. Ví dụ chẳng hạn như là 34-35 trở lên thì các bạn phải xem là cổ tay to mới đeo được. Chứ còn cái những cái mẫu đồng hồ mà nó khoảng tầm 25-28 hoặc 30 thì ai gần như cổ tay nào cũng đeo được hết, rất là dễ đeo luôn. Rồi, mã của đồng hồ này là LTPV005L 1BUDF, giá có 691.000 thôi anh em ạ, quá rẻ đúng không ạ? Đúng, con đồng hồ này chính xác là bằng một nồi lẩu luôn, chỉ bằng được một, chưa bằng một nồi lẩu như này, bằng một nồi lẩu ếch đi. Ok, quá đẹp đúng không ạ? Đây ra mặt kính khoáng nhá, mặt kính khoáng độ chịu nước là 3 ATM, cho anh em đi mưa rửa tay thoải mái. Ok, rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ năm. Rồi, bắt đầu đồng hồ thứ năm thì ở đây thì anh em nhìn thấy rồi, đây là trước mặt anh em, đây là mẫu đồng hồ này được thiết kế khá là khỏe, rất là khỏe luôn, cọc số và được kết hợp với số Latin, đấy 6, 9 và 12, ở cọc số 3 giờ là lịch ngày. Đó, trên kim là có dạ quang sáng và ban đêm. Đấy, trên viền men gen được tính những cái số này anh em này, mang tính hơi thể thao một chút cho nó khỏe cho anh em. Đó, cọc số này vào đây, buổi tối là nó sẽ sáng ở kim giờ và kim phút hay anh chị em nhé. Đây, mẫu này là dây da trơn. Đó, dây da trơn. Hôm nay thì tôi combo là 11 mẫu đều là dây da cho anh em. Đó, cho anh em nào mà thích dây da, lựa chọn dây da thì hôm nay combo 11 mẫu đồng hồ dây da cho anh em. Rồi, sai mặt của em nói cho nè. Sai mặt của em nó là 29,6, các bạn là 30 đi. Ok, 30. 9,7, độ dày 9,7. Đấy, nói chung là nó cũng rất là hợp lý thôi, cũng không dày quá mà không mỏng quá. Đồng hồ thì phải đeo như nó đầm đầm, nó phải khỏe thì mới gọi là đồng hồ, chứ còn đeo này, đeo nó mỏng dính thì như lá lúa đấy anh em ạ. Rồi, mẫu đồng hồ này là LTPV004L. Giá là có 765.000, quá rẻ đúng không ạ? Đúng bằng nồi lẩu ếch thôi. Còn là mọi chức năng các thứ cũng như vậy thôi, đều là được bảo hành máy 1 năm, pin 18 tháng, mặt kính khoáng. Đấy, xuất xứ thương hiệu là của Nhật nhá. Nhiều người không biết này, không biết là đồng hồ này của tàu ấy, của Trung Quốc hay của ai. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ 6 nè. Đây trước mắt anh em, đây cũng là một mẫu đồng hồ, nó cũng gần như là cái phiên bản số thứ 5. Đấy, nhưng mà nó khác một chút, nó là cọc, đây là đều là cọc số. Đấy, kim vót nhọn. Đấy, cọc số 3 giờ là cũng có lịch ngày. Viền ven gen được tính điểm những vạch số đây này anh em này, ví dụ 20 này, 30 này, 40, 50, 60 này, dạng như nó điểm cho nó trang trí là chính, nó đẹp. Rồi, về sai mặt nào. Đây, sai mặt của em nó là 29,2. Độ dày này, độ dày là 9,5. Cũng là tương đương cái mẫu vừa rồi. Vâng. Mã của em nó đây là LTPV004L và giá là 765.000. Đấy, đều là hàng chính hãng các thứ anh em nhé. Đây, tem chống giả của anh Quế Quát này, nhà phân phối đồng hồ Casio độc quyền này tại Việt Nam. Hiệu giờ quát của chúng tôi thì là đại lý phân phối cấp 1 của thương hiệu này. Rồi, đến mẫu đồng hồ số 7 trong buổi review hôm nay. Thì đây trước mắt anh em, đây là một phiên bản là cũng dây da, mặt màu trắng, cọc số La Mã ở cọc số 6 và 12 giờ, điểm cọc số La Mã. Đấy, trên kim cũng có dạ quang, đây, kim giờ và kim phút đều có dạ quang, vạch số màu đen. Đấy, rất là khỏe, bạn nào mà thích kiểu dạng nó đơn giản thôi, classic thôi, thì đeo mẫu này rất là ok. Đấy, mặt sau cũng đều là có tem chống giả. Đó, đây, đều là thẻ bảo hành. Vâng. Mã của nó là V005L. Đấy, giá có 691.000, quá rẻ đúng không ạ? Quá là rẻ luôn. Đây anh em có thể chiêm ngưỡng này. Quá đẹp đúng không ạ? Đấy,
khóa đây, khóa móng ngựa nhé, cực kỳ yêu luôn. Nào sai số em nói xem nào. Chất liệu điều đều là mặt kính khóa, độ chịu nước là 3 TM, anh em đi bơi rửa tay thoải mái. Em này là có 27.6 thôi, cũng rất mỏng. Đây 7.9 gọi là 8 đi, đó cũng rất là mỏng luôn. Đó 27, mặt số 27 gần như cổ tay ai đeo được hết, dễ đeo và không phải nghĩ luôn. Rồi anh em gọi chịu nước lần nữa. Quá chất đúng không ạ? Quá rẻ luôn, có mấy trăm nghìn bạc một cái đồng hồ đúng bằng nồi lẩu ếch, 691.000. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ 8. Đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ số 8. Đó. Mẫu đồng hồ số 8 này thì cũng giống mẫu đồng hồ là số 6 anh em nhé. Đây cũng giống mẫu đồng hồ số 6 này thôi. Đây nó khác nhau về màu thôi anh em nhé. Đấy, cho nên tôi không giới thiệu nhiều nữa, nó chỉ khác nhau về màu thôi. Đấy một em màu đen, bạn nào thích màu đen thì lấy màu đen, bạn nào thích màu trắng thì lấy màu trắng, trắng bạc đấy. Đấy rất là xinh luôn đúng không? Đấy chức năng cũng vậy, đều có là lịch ngày, cọc số 3 giờ, kim bót nhọn, viền benzen là được đính điểm số dây ra. Đấy, giá của em nó thì cũng ngang ngửa nhau thôi, đều là 765.000, quá rẻ đúng không ạ? Có hơn 700.000 là mua được con đồng hồ Casio chính hãng, máy 1 năm, pin 15 tháng, không phải nghĩ rồi. Rồi sang mẫu đồng hồ thứ 9 nào. Rồi đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ, này là mẫu đồng hồ rất bán rất là chạy mà người hệ thống đồng hồ rất bán của chúng tôi. Thì anh em có thể nhìn đây. Đấy. Đây là kim giờ và kim phút cũng đều được tính dạ quang này. Đấy. Mặt xẻ tia rất là long lanh luôn. Đây này anh em nhìn này. Xẻ tia này. Đấy. Rất là bắt sáng luôn. Tạo cảm giác là cái đồng hồ nó rất là sang. Đó. Sai mặt em nói cho nào. 27.9 anh em nhé, 27.9 thì cũng ngang ngửa lại bằng 28 đi. Độ dày là 7.7 và cũng rất là mỏng. Mẫu đồng hồ này, mẫu đồng hồ này tôi nói thật là ai cũng đeo được luôn, rất là dễ đeo. Đấy, mã của nó em nói đây là V005L, giá có 691.000. Đó, đây cũng đều là thẻ bảo hành đây. Đó. Quá rẻ và quá đẹp đúng không ạ? Đây anh em có thể xem lại một lần nữa. Rất là dễ đeo luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ số 10 thì đây là một mẫu đồng hồ rất là trẻ trung anh em nhé. Đó mặt điểm màu xanh navy này. Đấy xẻ tia long lánh luôn này. Đấy cọc số là kim giờ và kim phút đều điểm dạ quang này. Đấy cọc số 6 và 12 giờ đều là số La Mã và kết hợp với cái vạch số. Độ chịu nước 3 TM, đi mưa rửa tay thoải mái và mặt này cũng đều là 27.8. Đấy, mặt 27.8 mà độ dày là 7.7 thôi, rất là mỏng. Đó, rất là mỏng. Dây da, khóa móng ngựa, quá đẹp, đúng không ạ? Đây, giá em nó là có 691.000. Tôi nghĩ là không còn gì này hơn nữa rồi. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Dấu Mắt chúng tôi nhá. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ số 11 cũng là số cuối cùng trong buổi review hôm nay. Thì cái mẫu đồng hồ này cũng đều giống như cái mẫu đồng hồ số cùng với số 8 này thôi này. Đấy, nó cũng đều giống này. Đấy, nó không khác gì nhau các bạn ạ. Có nghĩa là cái vỏ của em số 11 này là màu vàng. Đấy, được mạ PVD màu vàng. Đấy, còn em này thì nó là đánh bóng bằng bạc. Đấy, màu bạc luôn. Đấy, em này dây màu nâu đây, em dây màu đen. Đó, cực kỳ đều ok. Đây mã của em nó này, LTPV004GL 7AVUDF, giá là 815.000. Vâng, 815.000 là anh em sở hữu ngay một em màu vàng quá đẹp này rồi. Họ phải nghĩ đúng không ạ? Quá chất luôn.
Đấy, ví dụ là bạn nào mà thích màu vàng, thích màu đen, mặt trắng, mặt đen đều có hết. Đấy, ba mặt đây, một này, hai này, đấy, ba, đó, ba màu luôn. 11 mẫu này thoải mái để anh em lựa chọn. Đây là toàn những mẫu bán chạy ở bên tôi ấy. Vừa mới đặt hàng về thì tôi làm video để review với anh em luôn, vừa cài lên cống lên thôi. Quá đẹp đúng không ạ? Thì hiện tại 11 mẫu đồng hồ này đang có bán tại hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi, tại địa chỉ là trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và trung tâm thương mại Savico. Đấy, trung tâm thương mại Savixi Savico, tầng hầm Bixi Savico Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội anh em nhé. Đó, đây có số hotline này, địa chỉ website các thứ đầy đủ nhé, địa chỉ rất là rõ ràng. Đấy, thì các địa chỉ ở Mipec Long Biên này thì là tôi chuyển về Savico Long Biên. Đó, ở bên kia thì nó dịch dạ đói kém quá nên là chúng tôi phải chuyển nó về bên này. Cho nên là đã thay đổi lại địa chỉ ở cái trung tâm thương mại Mipec Long Biên rồi. Thì trên đây là 11 mẫu đồng hồ là đang bán chạy tại hệ thống đồng hồ The Watch chúng tôi. Anh chị em ai có nhu cầu để sở hữu mua tặng này cho mình này, hoặc mua tặng cho người thân này, hoặc mua tặng cho bạn bè này, sự quà sinh nhật, rồi tặng cho các thầy cô giáo mọi cái, thì tôi nghĩ đây là một món quà rất là ý nghĩa để nhắc nhở người ta rằng đó là thời gian luôn luôn thay đổi, và hãy trân trọng những cái gì nó đang có, và hãy trân trọng những cái gì trong tương lai nó sắp có. Cho nên là rất là mong tất cả các anh chị em, 500 anh chị em là nếu có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watch của chúng tôi để làm những món quà thật ý nghĩa cho mình. Vâng, anh em xem video thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watch chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Anh em có thắc mắc gì hãy comment dưới video này để chúng tôi giải đáp cho anh em, hoặc là kết bạn Zalo để chúng tôi có thể là giải đáp cho anh em nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.